Chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại ra thành phố. Đây là mùng 3 Tết. Mình đi chùa, ăn đi đền Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn. Ngôi chùa nằm cạnh chân núi Bài Thơ. Cao cát, con chim cao cát. Có một cái này cần gì? Đi vào thắp hương đây. Đây này, bố nhìn thấy con bốn con cao cát đẹp chưa? Zoom, để bố zoom lại xem nào. À, đây này, mở này. Đây thấy rồi. Đấy, đang kiếm đồ ăn đấy. Đây thấy rồi. Đấy, trên kia nữa kìa, trên kia. Ở đây nhiều lắm. Bác zoom lại xem nào. Bác zoom lại cho nhìn xem nào. Thế rồi, để bác zoom cho nhé. Nhưng bây giờ lúc nó phải nhảy cơ mới nhìn thấy. Đây này. Nhìn thấy chưa? Mở. À. Ơi. Đấy đấy, nó đang bay đấy. Nó đang bay từ cành nọ sang cành kia để kiếm ăn đấy. Đi nào kìa. Thì hai bác cháu mình đi tìm anh Bo nhé. Đây là nhà sắp lễ này. Hôm qua mùng 1, mùng 2 mới đông chứ hôm nay thì vắng vắng hơn rồi. Đây là đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn. Con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đằng sau này đang giải phóng mặt bằng để mở rộng đền này. À đây anh Bo đây. Hai anh em. Có trang đâu? Để anh ở bên kia. Chỗ này lên trên này không có gì. Sau này khu kia đây. Sau này đằng sau này phá hết này. Đằng sau này có nhà chú Tâm ở trong cơ quan bố này. Nhà chú được giải phóng đền, giải phóng mặt bằng rồi. Sang sau Tết này sẽ di chuyển đi chỗ khác ở và trả lại mặt bằng cho chùa. Có cả chỗ mà quét QR cơ. Ừ, đấy bố vừa chụp cái quét QR rồi.
Hai đứa vào chắp tay lại đi, khấn đi. Hai đứa, hai anh em. Lại khấn. Đây là hai ván bia cổ. Đây ván bia này thời hiện đại này. Lịch sử về đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghĩễn này, mình sẽ chụp ảnh. Bạn nào có quan tâm thì mình sẽ gửi cho để nghiên cứu nhé. Đây là tả cung, bên kia là hữu cung. Ra đây Cung Nguyễn ơi. Vẫn là cây đa cổ thụ. Nhìn ra Vịnh Hạ Long. Dưới là chắc là mới xây dựng, còn bên trên này mới là cái phát tích của cái đền cũ ngày xưa. Hai anh ấy ghi nhanh lắm. Đấy, nhà mình năm nào cũng đi nhưng mà toàn đi vào đêm giao thừa. Năm nay đi vào mùng 3 Tết cho nên là vắng mới lên được đến đây. Mọi năm chen nhau là ở dưới kia đã chật cứng người rồi, không lên nổi trên này nữa. À, đây trên này mới là đền cổ ngày xưa đây. Ấy đẹp chưa? Nhìn thấy đó. Cung Nguyên cũng lần đầu tiên lên trên này đấy con nhỉ?
Ôi, rộng chưa? Rộng hơn ở dưới kia. Vâng. Đẹp cao. Năm nào cháu cũng lên mà năm nay mới lên đây lần đầu tiên. Năm nay cháu cũng lên đầu vâng. tiên. Mọi năm chỉ ở dưới kia thôi. Thế chú cháu mình năm nay làm ăn có lộc. Dạ vâng. Công nhận trên này rộng thật. Đấy, đây mới gọi là đền chính đây. Ui, đẹp nhở. Nhìn lên vòng quanh mặt trời này. Hai ông voi này. Hai ông voi chấn cửa này. Hai bà Trưng đúng không? Vòng quanh mặt trời này. Cầu Bãi Cháy cáp treo kìa. Đấy, nhìn ra vịnh Cửa Lục. Một vị trí chiến lược cho quân sự thời ngày xưa. Giặc Nguyên Mông có muốn vào được đến sông Bạch Đằng phải đi qua Cửa Lục đây, qua vịnh Hạ Long này. Không thể nào mà thoát khỏi tầm mắt của quân dân nhà Trần được. Hồ Bán Nguyệt, chuông và trống hai bên. Xin chữ của thầy. Ông không nhiều ông không lấy. 0913. Thế thì cháu thích xem tranh xem ảnh xem chữ thứ thì là mênh mông. Thế là tiếp 0913049. 916. Hai anh em có xin chữ của thầy không? Ông quan trọng nhất đây là dừng lại ông mới nghĩ là đấy cháu biết không? Gì thêm. Quan trọng nhất cháu biết là cái gì không? Rồi xong rồi xong rồi. Cát Tường. Quan trọng nhất là xin kiểu ảnh. Thành. Kết bạn rồi thì biết đâu ông là ông lúc nào ông gỗ ông lại nhận từ cái đó. Xem chữ nào. Thành đạt. Chứ là giờ ông không biết. Ông nhưng mà cần thì ông thích thì ông vẫn biết. Ông có thể nhìn mặt con để ông cho chữ rồi không? Ông có thể nhìn mặt con để ông cho chữ rồi. Người ta nói thôi chứ nó mang tính tương đối. Đẹp, đúng là. Mặt trời đang lặn, khung cảnh thật là đẹp. Ông cho chữ phúc à? Khi mà chuyển thì ông này, nếu mà cháu thích thì ông lại chuyển cái này cho cháu. Có cả hình của ông. Thế nhá, thì coi như là nó rộng như thế thì ý nghĩa và nghĩa này trong đều dài, đều dài sún, dài sún. Ông viết sẵn đây, nó gợi ý đây. Cháu đang đi làm rồi thì đang đi làm nhá, các quốc gia doanh nhân làm gì con? À, chắc là cá ông táo đấy. Của em chưa có giống đâu. Cả nhà đang tập trung đây xin chữ của ông thầy. Chữ đen thì nó rõ, chữ bình an, cái màu vàng này thì nó rõ, màu đen, đây, rồi. Đây ta đang tập trung viết cho con này xong đã. Để một lúc mà đọc khu này, bình an. Rồi, cái chữ đen, chữ nho đâu rồi, để phải nhìn lại. Cái chữ này là đôi khi là chữ an không nhớ chữ bình an à, vừa rồi có đúng không thì có chữ bình an ngay đây 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 rồi đây rồi đấy rồi. Cả chữ Việt lại màu đỏ.
đỏ không? Chị đừng thò tay vào kìa. Có nghe cần viết gì vào không? Viết nó mà cả là gia đình không cần viết tên. Đấy, thế để chung cả thế này được rồi nhé. Cho cái kẹp này vào. Đấy. Ở trên này có chữ của tên của bố này không người này? Thành Đạt. Bình An. Anh lấy luôn. Bình An Thành Đạt. Chú chuẩn bị thu mà. Đạt. Anh lấy chữ lấy được đấy, anh ạ. Thì chỉ biết cái gọi ở nhà của bác là gì? Cái gì? Tên gọi là nhà của bác là gì? Tên của bác vẫn là tên là Đạt. Không, Tụn. Tụn, một Tụn. Tụn. Chú được. Đây là sơ đồ chỉ dẫn các vị trí thờ tự trong khu văn hóa núi Bài Thơ này. Thờ. Khu văn hóa núi Bài Thơ á. Thân nhân Trung Trần bài vị Ban Văn Thần. Nguyễn Đức Trung bài vị Ban Võ Tướng. Cái gì nhìn rất đẹp này. Thờ cả hiệu úy Lý Thường Kiệt, thái úy, hiệu thái úy và nữ tướng Lê Chân. Đi. Như trên này cao quá. Ui, căn nhà ngồi đỉnh toàn gỗ đẹp thật. Hai anh em có nhìn qua đây không? Đẹp lắm. Có vào không? Hai anh em có vào ngắm không? Đúng là một cái vị trí địa lý đẹp. Quá đẹp luôn. Một lúc nữa nó khô rồi. Lúc nào mà nó hết ống thì nó khô. Đúng rồi. Đấy, được nhà lộc của đền ấy. Đi ra kia ngắm nhé. Tôi đi ra chỗ chữ của ông nữa không? Hai lại xem mỏi chân nóng. Một cái mặt cô gái mặt nạ. Không, tóc quá thôi. Tóc hồi á. Ừ, cái phần mây mây kia là tóc. À đúng rồi, đi vào thắp hương quên mất. Mày xin chữ với lại ấy. Đi vào thắp hương nè. Đây, đi lại đây thắp hương, quên. Cho con cầm hai tay. Đưa bố cầm cho. Con thắp hương hộ bố. Đưa quả lộc đây. Từ bố cầm đấy. Rồi. Hai anh em đốt hương đi. Rồi cho bác xin. Đi nè. Đây mới chính là trên đền chính của Đức Ông đây. Lại chắp tay lại. Con đưa cho mẹ một cây. Đưa cho mẹ một cây. Đấy. Mỗi người một cây thôi. Khấn đi xong là cắm đằng sau cũng được.
Ừ. Đấy Hoàng Công Đức ấy, xong con hai đứa tự ghi tên mà. Đấy, xong ghi tên của hai đứa mà. Đấy, lấy lộc của Đức ông. Ghi tên xong ghi địa chỉ nhà vào. Ngày tháng. Nhớ hết mực à? Đấy. Con kỳ ra kia lấy mượn bút của bà ngoài kia. Ở bàn đấy. 12. Mai ngày 12. Tháng 2. Năm 2024. À. Con ghi tên con vào Bùi Khôi Nguyên rồi đấy. À. Cháu biết chữ không? Cháu biết. Bùi Khôi Nguyên ghi địa chỉ nhà mà. Tí cháu tự viết nhỉ? Mình biết chữ mà đó. Thế là được hai cậu. Không, cháu có một bạn này thôi. Bạn này con của dì. Và con em gái của vợ. Đây là ngày hôm nay là cả nhiều người.